Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ quay và hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách để chúng ta diệt kiến lửa. Kiến thì các cái loại kiến này chúng ta diệt rất là dễ. Có thể chúng ta dùng các loại vỏ cam, vỏ bưởi hay là phấn hay là cái gì nhỉ? Bã cà phê, vân vân. Nói chung các loại kiến bình thường thì diệt rất dễ. Nhưng mà cái thằng kiến lửa, thứ nhất là nó cắn rất đau, thứ hai là nó sống rất là khỏe, rất là dai. Chúng ta ví dụ chúng ta dội nước sôi vào thì nó chỉ chết mấy con bên trên thôi, bên dưới nó vẫn sống bình thường và nó sinh đẻ rất là khủng khiếp. Đấy, nó sinh đẻ là hàng nghìn con, tốc độ rất là nhanh, cho nên là chúng ta diệt là phải diệt cho bằng hết. Đó, chứ còn diệt không ăn thua. Mà nhiều lúc nó rất bực mình bởi vì mình đi lại không những nó cắn vào chân rồi nó còn cắn vào tay, nhiều lúc mình hái cây nó cắn vào tay, mình mặc quần đùi mình đi qua đám cây nó cắn vào đùi, rất là bực mình và nó cắn rất là đau. Có những người mà da độc cắn, nó cắn cho còn sưng mủ lên rất là khiếp. Cho nên là chúng tôi đã có mấy cách để diệt. Bây giờ nhân viên tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cách các bạn xem rất là hiệu quả. Chúng ta cùng đi xem nhé. Ơi quý vị, đây là những loại thuốc nè. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay em sẽ chỉ một phương pháp diệt kiến thành gốc thôi. Kiến nó có nhiều, rất là nhiều loại kiến. Ví dụ như kiến đen, kiến đỏ. Kiến đỏ là loại kiến khó trị nhất. Có nhiều cách trị kiến lắm. Ví dụ như người có nhiều người thì họ dùng nước sôi, nước nóng ấy, rồi xà phòng, rồi bình côn trùng. Hôm trước là em dùng cái này này, dùng cái này thì nhưng mà nó chỉ chết những con ở trên thôi, mấy con ở dưới thì nó không có chết. Nên em sẽ sử dụng cái đây. Em sẽ pha trộn với lại thịt xay, rồi là thịt xay cho nó, như mình để cho nó ăn dần dần á, con ở dưới nó bò lên nó sẽ ăn, nó sẽ chết từ từ. Còn cái này thì pha vô nước, xịt trên bề mặt trúng con kiến thì nó sẽ chết, trong vòng 5 đến 10 phút nó sẽ chết. Kiến đỏ thì nó cắn rất là đau luôn. Đây, ở đây có một ổ kiến này, mình sẽ đào cây vô đây này. Đây, trong vườn ấy, vườn đấy, rất nhiều kiến luôn quý vị. Đấy đấy, quý vị có thấy không? Máy quay nó hơi khó nhìn thấy một tí nhưng mà không sao. Đây, đây là cái thuốc, cái này là pha quý vị. Pha, cái này là pha với cái này. Cái này mình trộn với thịt xay. Đây thịt xay đây. Mình có thể ra chợ mua cái gói này thì mình mua ở tiệm bán cây cảnh á, họ có bán cái này. Một gói này em mua 15.000 với 10.000 thịt xay. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bóc ra mà cho vào thịt xay à cô? Ừ, trộn với cho vào thịt xay. Đấy. Đấy, mình sẽ trộn đều lên. Bây giờ chúng ta sẽ trộn thật đều. Đều không rồi chúng ta ấy gần gần tổ kiến á. Kiến đỏ này cắn nhiều người, nó cắn cho sưng lên luôn, có làm mủ luôn đấy. Mấy hồi em tưới nước cũng hay bị lắm. Đây là cái này là cháu cho vào một cái chanh rồi cắt kiểu cho vào này kìa này quý vị. Đây quý vị này, con kiến nó đang bò ở đây rất là nhiều luôn. Kiến này nó rất thích ăn thịt quý vị. Đây này, ở đây ở vườn rất là nhiều kiến luôn. Đấy, nó cứ bò bò ở đây này. Thích ăn lắm. Kiến là thích ăn thịt lắm. Mình đứng gần thì nó cũng nó leo lên nó cắn mà. Đây trộn xong rồi đây. Thuốc đã dính vào trong thịt rồi. Tức là nó vẫn như thịt bình thường quý vị. Rồi. Mình sẽ bỏ vô gần tổ kiến nhá. Đây giờ cháu sẽ hướng dẫn cho quý vị cho vào cái chỗ tổ kiến. Đây đây. Đây đây có một ổ kiến. Hôm trước là xịt rồi nhưng mà nó không có hết. Nó lại ủn lên lại. Đó. Úi giời ơi, giáp vào chỗ gốc cây này quý vị này. Quý vị thấy không? Giáp đấy. Mình sẽ để gần ở đâu. Đây miếng thịt ở đây. Đấy, miếng thịt ở gần đây. Đấy. Bò lên nó ăn. Ồ, có nhiều con nó đến rồi quý vị ơi. Nhiều lắm. Cô cứ để quanh ở đấy rồi. Mình nên đặt thịt vào buổi chiều tối như thế này này. Thì miếng thịt nó vẫn còn mềm để cho kiến nó ăn, cho mình đặt ban ngày là nắng nó khô.
thịt nó sẽ khô. Bây giờ là 16 giờ quý vị, 16 giờ là 4 giờ rồi. Đấy. Ở đây rất là nhiều kiến luôn. Nó ở sống ở gốc cây. Đấy. Nó sẽ tới ăn thịt và nó sẽ thịt rất nhiều cái diệt tận gốc luôn. Bò lên cây. Đây quý vị này, kiến đã chắc là nó đang ăn quý vị. Đang ăn. Quý vị cứ đặt này. Đặt nhiều chỗ tổ kiến nó sẽ diệt được thôi. Bươi ra cho nó bò lên rồi nó vu nó ăn. Đấy, chưa? Chúng ta dùng cái quý vị nó vô nó ăn rồi kìa. Chụp vài tấm hình nhá. Đấy. Cứ để đó là nó ăn. Đi kiếm vào nó nào nữa. Đấy, chết rất nhiều luôn. Nó cắn cô. Cắn rất là đau luôn quý vị. Nó cắn là mũ luôn á. Con kiến đỏ là nó hơi to to quý vị. Quý vị có thể nhìn cực kỳ rõ luôn. Đấy. Này, ở đây nhiều kiến lắm này. Đấy. Đây quý vị này. Cái ống đấy cũng là nước, kiểu nước này. Đây, đấy quý vị nè, đấy nước nó trắng luôn, không giờ chúng ta sắc sắc nữa. Dì kiến được nhưng mà nó không có gì tận gốc, nó chết nha, 5 phút sau là thấy nó chết rồi. Đấy, hai loại. Cái này chúng ta dùng cái bình xịt quý vị, bình xịt không rồi chúng ta. Đây là dùng bình xịt, xịt kính này, mình sử dụng hết rồi mình lấy ra mình đi. Đây quý vị này, nó còn tha đây, hạt giống như này. Tha hạt rau đi. Đây này, nó lên cả chỗ đây luôn quý vị này. Đấy, đấy, ui dồi. Tha đi. Đây, 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 quý vị nhìn thấy không? Đấy. Đang cái xịt xịt lên. Cái này là nó không có hại rau đâu quý vị nhá. Không hại gì đâu. Nó chỉ diệt kiến thôi. Đấy quý vị này. Đang xịt lanh quanh thôi. Phải tìm ra cái ổ của nó cơ. Ổ nó mới chết. Là mình xịt vào cái ổ nhỏ của nó. Xịt vào cho nước vào. Đấy. Đây quý vị này. Đây ở đây là. Trước quý vị này. Ổ nó đào to này. Đây đây quý vị thấy nhá, hai cái lỗ không? Đấy, hai cái lỗ. Đấy. Xung quanh mình xịt. Rồi rồi cô vào đi, cô vào cô xịt vào cái lỗ đấy. Vừa bỏ thịt mà vừa xịt luôn nhá. À đúng rồi. Bỏ vào thịt luôn quý vị. Nó vừa xịt luôn. Không là nó cắn. Đấy, đây. Nó nghe mùi thịt là nó lên nó ăn đó. Đấy, bây giờ cô xịt cả nước vào đấy đi. Đấy. Úi dồi, nó vừa cắn khiếp. Quý vị và các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và bấm chuông. Bấm luôn cho tất cả đã được xem nhiều video hữu ích của chúng em nhé. Nó lên mà ăn là đảo rồi. Cắn đâu á? Cắn con à? Dạ. Thịt lên trên nha. Sử dụng một lần hai phương pháp luôn. Đấy, ui dồi, xịt xịt. Nó cứ quay lại thì nó xịt chết. Mình khui cái ổ ra. À, khui cái ổ. Cô chơi ổ ra cho nó bò lên đấy. Ủa quý vị này, nó bò đầy luôn này. Khiếp, ôi trời ơi. Ghê chưa? Thấp ghê chưa? Đấy, quý vị thấy nó bò nhiều không? Diệt diệt cho cô cứ xịt xịt nhiều nhiều vào cái chỗ. Nhiều tổ kiến ở đấy đây, nhiều con kiến ở đây đây đấy. Ôi trời ơi. Cắn đâu dữ dội luôn. Nó quay video đông ru mà. Nó cắn đi. Đây quý vị. Quý vị ơi, lúc này cháu thấy có a, à, quý vị kìa, có một con tha thịt kìa. Đấy khiếp. Đấy, nó tha thịt đi. Nó sẽ tha thịt vào cái tổ quý vị. Đây đấy có một con kìa, kìa kìa. Ủa thấy nó kìa, khiếp. Nó tha đi. Đấy thịt nó tha đi. Đây quý vị này. Đây. Quý vị này, con kiến á. Này, con kiến này nó nhảy đang tăng tăng rồi này. Con ốc xê nó ở gần chỗ kiến nó ăn. Khiếp. Cô
có bán thịt xung quanh này là rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video, hãy đăng ký kênh và bật chuông để theo dõi nhiều video của chúng cháu nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Đây là cái kiến nó chết này. Trong này nó thịt đã bắn còn tươi. Đúng là nó xịt trúng kiến thì nó chết thôi. Rồi con, bây giờ em sẽ đào lên đào thử ở dưới còn nha. Cái này là hôm qua sử dụng cái thuốc pha nước ấy. Sau một ngày hôm nay là đào lên xem kết quả như nào nó thôi. Ở dưới vẫn chết này, còn vẫn còn chết. Con chết của con thì đang ngất ngoại rồi. Đây là hôm qua khi mình sử dụng thuốc nước ấy. Rồi, chết cũng được 60-70% rồi. Kiến này nó mà đốt thì đau lắm. Kiến này là cắn đau lắm. Đau tê tái nha. Nó chết rồi. Chết mình thấy chết rồi. Đi qua cái ổ kia xem. Rồi mình sẽ qua cái ổ bên kia đào lên thử xem thế nào. Đây nè. Chắc biết là có nhìn được không? Thấy được rồi đây nè. Đây là ổ tiếp theo này. Vẫn còn thì chung là nếu để hết thì cũng phải xịt mà mấy lần. Đây là cái xịt kia tốt vẫn hơn. Cái này nhiều hơn. Còn sống. Cái này là em trộn thuốc với thịt ạ. Cái loại thuốc với thịt ạ. Cái này vẫn còn. Không thấy còn. Kiến chết đâu cả. Cái này thì thấy không thấy kiến chết ở đâu. Như vậy là bên này là không hiệu quả bằng bên kia, nên là mình sẽ áp dụng cái phương pháp thúc nước ở bên kia. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh và bấm vào chuông của chúng tôi để theo dõi nhiều video hữu ích về nhiều lĩnh vực khác nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào.